Thưa quý vị, mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Các địa phương đã tổ chức di dời sơ tán 3.250 hộ với 10.994 người dân đến nơi an toàn. Theo văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ ở khu vực Trung Bộ từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 đã làm 37 xã bị ngập sâu, chia cắt cục bộ, 11 người chết và mất tích. Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có 8 trên 11 xã có thôn bị ngập lũ, chủ yếu ở các vùng trũng thấp dọc các tuyến sông. Các địa phương đã và đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích, di dời sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập sâu, nguy cơ cao sẽ ra sạt lở đất đến nơi an toàn. Ban hành các công điện văn bản, cử các đoàn công tác xuống hiện trường, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ có thể kéo dài đến ngày 14 tháng 10 và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trong thời gian tới.